cứ lan đập xì móng và thôi cào máu cân và tay pin nẻ rồi bu thôn kho lấy mà cạn này thì đấy rồi chun đặt sạch ở dưới chỉ mua rằng là mỏ thôi cào với bục châu tẹp bóng cầu bị chia rọt hay dân khơi cứ tẹp bóng cầu bị chia rọt rong ca khôi khát nâng cả mốt lú nấy còn là rong ca bạn và bạn mùi téng hay phía pi tập bay téng hay và phun téng của nó cứ bạo hay hay sần nắng đây mình phát quan và tại đây chỉ vật bóng cầu chia rọt mà thằng người kia ôm mà miên đại hồng nó buông hay miên đại hồng này ô bà bục nằng nằng ni ở hay nằng nằng tịch ở bà dừng mưa khang khéo đi hiện ở đấy bà màu khang nóng bạc tịch ở linh bà chén bà bông miên đại hồng nó buông hết bông miên đại bà bà bảy phải tranh mua con ra còn ở trong phải tranh mộc lại xa tay và giờ khơi dắt sấy chụp tia con này bàn chén đi vốn bà chén đi một tiếng bạc tịch hay thuê ấy đi bà ăn con tịch tia ở linh bà hay bà phun còn rong ca khôi khá đấy ông cho kia nhặt bạn này bà tiếng lớn mà hay phía bà nhiều khi cứ phía bà pi tập bay tiếng rong ca khôi khá hay bà phun cái rong ca khôi khá đấy hay để xa tại rất dân bay đất sạch một thương ở dưới chấm nâu bà thôi mà cào với bà bục từng lúc cho tiếng bông bông bị chia ro tay mà đòn tại sầm nang ó mình miên nè rong bu tê còn lại rong ca khôi khá xong rồi đấy tì tăng cả hai đấy cứ play cho ở xa bên xây cha để sân này không sẵn cắt bằng đồng quân ti pi khăn miền chây định hình không phình bắt bà bôn ở bây mất tu tên hình chân dương chân đăng bò miến dương chuộp chùm mùi nâng lục Atika rong tự tu phán hai để dương tịch thoan tích ta nâng nông cạn này ní miền nè rau bố đại rưu ọt rưu còn tại rong ca khôi khát trọt sập bạc tại vật đọc bà ແລະສູ່ລູກອາດການຂອງຂ້າງໃນກູຖະກາຈໍທາງເລືອນີ້ຄືລົດຍົນມັນກອດຍ່າງໝິດແດ່ບານຊິຖອຍມາຂ້າງຕາມບ້ອງບໍ່ມີຊີວິດກອດປາບນະຄືຖ້າລົດຍົນລາງບາດລາງໂຕວ່າເອີນລະໃຫ້ສັບລະບົບລາງໃດບາດແຕ່ໄປວ່າເອີໂຕກໍຮຽນມາກາຍໄປຈັ່ງນັ້ນແຕ່ການຮຽນນີ້ກໍນະປາສປໍເພິຊີວິດລົດນັ້ນບັກກົບລູ จังมันมาดามีกุศลดีมีนายรวมกุศลดีบ้านมีดีบ้านเลยดำนักสายยังไม่ใช่จังมีนายสายเป็นคนคือลานจังหนองตัวการค่อยคาดบอมจับเตะบ้านตาจ่อจ่าตัวพี่อ้อยบ้าน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 บ
sửa thôi như vĩnh bà hãy sầm nang đây ở miền này nơi cầu dân bị mật hãy ở sửa thôi mà cầu vĩnh có bục tùm lu cho tre bông phố và chiêu rót năng bạn và lưu chấm luôn được tre đấy bà hãy lấy phe kia trong sông khang lục ban phu ca sầm rong sầm rùa kia đào khang ở rừng chốn ban ở trên sầm nón từ lư mà cha học tre hàng lớn đấy làm bay và chọc riêng nơi tình tang là chỉ là cả hết năng là phu ca chạy một lu đấy làng quỳnh hay rừng chốn còn bao châu cả than lục ban đấy cứ rừng chốn đặc sạch và bảy mật rừng chốn đặc sạch anh em làm cả hai lục phe đại bộc châu bánh bánh như bảy mật đại bông phố và chiêu rót quạt thọt bán và ở tì tang cả hết kia ta mà đau nhằng play cho bà xa pc cha đã sân nơi không là sân cát bằng tập quân tp và khăn miên chay rồi thì không bình hôm nay chụp chụp quan tay của máy chỉ tập quân miên chay tập này ấy nhá và nhiều nghiệp số bao là bao nhiêu sản phẩm của bao sẽ ấy vàng bạch hay bông trao với bông trao như đấy ai quạt vừa cái song thầm ná bông bà ấy nó quạt họ sử mau pi bà mò đấy nó bà quạt miên nên chắc tiếc và tha ban là phơi ca sầm rót sầm rúa này hái làm bay một trăm riêng là thị trang chỉ là cả hết đời hàng rong chốn phơi ca trên sầm nón son từ lứa mà chắc tiếc hàng lớn thì phải mật anh đi kia chia rục kia và bánh bánh và phải mật và anh rục kia đây và rục kia đây rong chốn và thôi cào với phải mật châu tiếc này tạm rong và này thôi cào với nhé và bà hãy rừng dân ít thống mà đặt sạch bình bình mất bà này rừng dân thống đặt sạch bình bà thương ngôn bà thương ngôn ọ dư mau bình đầy xa tại mình là mọi nơi khẳng mốc rừng dân thương ngôn ta lãng tố ọ dư cứ thay một cái hay hãy chăng xong rạp cha tự đào bóng phô bị chiếc bọt em á tại thương đồng nà tam trong lâu bà khi rừng dân thân thông ấy bà công nơi bị cao thì sao tại dân khơi chạc sáng thì ọ dư bình mất bà ọ dư mau tiết em lo mà chẳng nán đầy bóng phô bị chiếc bọt em này khẳng cao
ហើយទីតាំងកើតហេតុគឺនៅតាមបណ្ដោយនឹងផ្លូវចុះសាពេសេចាស់បាទដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិថោជ្រុំ2សង្កាត់បឹងទំពុនទី2បាទខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញប្រិមត្តឥឡូវភាគីទាំងសងខាងលោកបានធ្វើការសម្របសម្រួលគ្នាហើយដោយម្ចាស់រថយន្តខាងលើនេះបានចេញសំណងសងទៅលើម្ចាស់ផ្ទះដើម្បីបញ្ចប់រឿងនិងធ្វើការចាក់ប្រមោបលូឡើងវិញប្រិមត្តគាត់បានធ្វើការសម្របសម្រួលគ្នាហើយដើម្បីបញ្ចប់រឿងបាទអរគុណណាស់ប្រិមត្តទូទាំងសិកជនជាទីគោរពដែលនិយមធ្វើការតាមដាននៃអង្គភាពព័ត៌មាន TV Facebook ក្រៅពីខ្ញុំបាទអែលមេសារួមនឹងប៉ាវិចិត្រសូមបិទបញ្ចប់ការផ្សាយទាំងនេះចំពោះព័ត៌មានលម្អិតយ៉ាងណាជុំវិញករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខាងលើនេះយើងសូមទៅការអាប់ដេតលើ website STTVB ផងដែរ